Thẩm mỹ viện bác sĩ Long hân hạnh tài trợ chương trình này. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với khung giờ quen thuộc của chương trình, đó là 21 giờ 20 tối thứ sáu hàng tuần với chương trình Đẹp cùng người thương. Thưa quý vị và các bạn, tiêu chí của chương trình là sẽ mang đến những cái cơ hội thay đổi sắc diện trên gương mặt của những người phụ nữ mà họ có những cái khiếm khuyết cần được chỉnh sửa mà có thể họ sẽ không có điều kiện để thực hiện, và chúng tôi đã hoàn toàn tài trợ miễn phí cho những cuộc phẫu thuật đó. Và ngày hôm nay nhân vật đến với chương trình của chúng ta là người đang mong muốn thay đổi cái sắc diện trên gương mặt, hay là nhân vật đã từng đến với chương trình và họ đã được bác sĩ Long thay đổi những cái khiếm khuyết đó. Và trước khi chúng ta gặp gỡ nhân vật của chương trình ngày hôm nay, Ngọc Hảo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn video clip ngắn ngay sau đây. Hôm nay em đến đây để nhờ bác sĩ tư vấn cho em nâng mũi cho nó bớt tẹt đi ạ. Tại vì em bị cận nên là cái kính của em nó bị xê dịch. Nó khá ảnh hưởng đến công việc của mình ạ. Cái mũi được nâng lên để cho nó có điểm tựa. Và cái điều quan trọng nữa là cho nó đẹp. Đầu tiên thì chúng ta quan sát cái phần, bác sĩ phân quan sát cái phần sống mũi, tức là phần giữa hai mắt. Giữa hai mắt thì nó khá là thấp, sống mũi càng thấp hơn nữa, nó gần như là nó đi theo một cái đường lõm như thế này, giữa sống và đầu nó có một cái khớp. Và một cái điều nữa là cái đầu mũi nó hơi ngắn. Như vậy với một cái hiện trạng mũi như thế này thì kế hoạch chúng ta làm cái gì? Người ta nói là giống như chúng ta đi mua một cái áo dài và may một cái áo dài nó khác nhau, thì nâng cái mũi nó cũng có rất nhiều cái chi tiết mà chúng ta cần chính xác ở cái phần thiết kế, làm sao cho cái chiếc mũi nó hài hòa với gương mặt. Có một số nơi thì họ dùng cái sống mũi đúc sẵn ở những cái nơi bán vật liệu y tế, đó là 1.000 cái yên 1.000, và những cái này đó đưa vào á thì người nào hợp thì nó đẹp, người nào không hợp nó rất là kỳ. Đặc biệt bác sĩ Long khi mà làm cho tất cả mọi người là sống mũi thiết kế cho nó phù hợp với cái gương mặt của mình và với xương mũi của mình. Nó gồm có 4 đoạn. Đoạn đầu tiên là ở phần gốc mũi của em, đó là phần này, là độ dày bao nhiêu, chiều ngang bao nhiêu. Đoạn thứ hai là đoạn ở sống mũi của em thì nó bị lõm xuống, nhưng có nhiều người nó bị lồi lên, nó bè ngang. Thì thiết kế cái phần này như thế nào để sau khi chúng ta đặt lên nó phải đẹp. Cái phần thứ ba là cái phần nãy bác sĩ Long có nói, là cái phần có một cái khớp, có một cái ngấn giữa cái phần sống và cái phần đầu. Thì cái chỗ này, cái độ cao của nó phải như thế nào để nó thích hợp, để nó xóa được cái khớp đó. Và cái phần thứ tư là cái phần đầu mũi. Đầu mũi thì có những người da mỏng, những người da trung bình, những người da dày. Như vậy thì làm thế nào để cho một cái đầu mũi tròn, đẹp mà sử dụng lâu ngày không bị mỏng da, không bị lộ sống. Và cái cuối cùng là cái chiều ngang của cái sống mũi. Mỗi người sẽ có một chiếc mũi khác nhau và bắt buộc người làm phải biết cách thiết kế. Và khi nâng lên, chẳng những nó cao đẹp hài hòa với gương mặt của em mà nó còn phải hơi kéo dài để nó kín cái mũi của em. Hiện nay thì cái mũi của em nó không được kín lắm, đúng không ạ? Mà hai cái cánh nó hơi to, làm cho cái mũi mình nó hơi hết. Cái này trong phong thủy nhân tướng học á, thì đương nhiên là người ta nói là cái mũi này nó không tốt về mặt giữ tiền. Nhiều người nói với em như thế ạ. Mà nó có đúng như thế không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi em có hỏi gì xung quanh cái vấn đề nâng mũi không? Dạ, em cũng không biết được là kiêng, có cần phải kiêng cữ cái gì không sau khi phẫu thuật không ạ? Nếu mà chúng ta có kiêng thì nó vẫn tốt hơn nha. Thì chúng ta cũng kiêng một vài món thôi, ví dụ như là thịt bò này, hải sản này, rau muống này nha, bia rượu thì chúng ta nên kiêng. Vì sao? Vết thương nó mới, khi chúng ta uống bia rượu thì nó có hiện tượng là nó sẽ giãn cái mạch máu ra, tất cả mạch máu trên cơ thể đều nó có hiện tượng nó giãn ra. Và khi nó giãn ra như vậy đó, có thể là nó sẽ
làm cho cái vết thương của chúng ta nó sưng nhiều hơn. Thì mình muốn cho nó thời gian lành nó ngắn nhất, nó mau đẹp nhất, thì chúng ta nên kiêng khoảng trong 1 tuần hoặc 10 ngày nha. Dạ vâng, cảm ơn tư vấn của bác sĩ ạ. Sau khi bác sĩ Long thăm khám cho chị thì hôm nay mình sẽ phẫu thuật nâng mũi với tổng chi phí là 18 triệu. Chương trình sẽ hỗ trợ cho chị 100% và chị sẽ không đóng một bất kỳ một cái khoản nào nữa hết. Hồ sơ của chị đã xong, mình đọc và mình ký tên giùm em ha. Chào Nhung, trước khi mà mình quyết định mình nâng mũi và được chương trình tài trợ thì không biết Nhung có tham khảo qua những cái dáng mũi như thế nào chưa? Dạ em có tìm hiểu ạ. Nhưng mà em thích dáng tự nhiên hơn ạ. Thì sau khi mà quan sát á thì mình thấy cái chiếc mũi của Nhung thì da mũi hơi mỏng và phần sống mũi và góc mũi thì nó hầu như là rất là thấp, chỉ có được cái đầu mũi. Thì cái da mũi mỏng và đồng thời hai xương của mũi hai bên á cũng không có đều nữa, bên cao bên thấp. Thì mình sẽ thiết kế một chiếc sống mũi phù hợp với cái ý của Nhung là tự nhiên. Và mình đặc biệt mình chú trọng về cái da mũi của mình. Mình sẽ thiết kế dáng mũi mà phù hợp với da để sau này mình xài bền và không bị đỏ. Đó. Và bây giờ mình đã thiết kế xong một chiếc sống mũi phù hợp với bạn Nhung và mời mọi người theo chân bạn Nhung vào phòng phẫu thuật để xem kết quả sau khi phẫu thuật chiếc mũi của bạn Nhung như thế nào nhé. Chào tất cả mọi người, mình là Nhung, hiện đang là phóng viên của báo Pháp Luật Thành phố. Mình đã đến cùng với chương trình Đẹp cùng người thương cách đây 1 tháng. Một diện mạo mới nhưng mà mong là vẫn có dấu ấn đối với mọi người ạ. Cảm ơn Nhung rất là nhiều. Và thưa quý vị và các bạn, một khách mời mà Ngọc Hảo nghĩ rằng không thể thiếu trong chương trình của mình đúng không ạ? Đó là nhà thiết kế Võ Hưng đến từ Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ bác sĩ Long. Chào Võ Hưng, rất vui khi gặp lại Hưng ngày hôm nay ạ. Chào chị Hảo, chào chị Nhung, chào quý khán giả đang xem chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nếu mà nhìn kỹ thì không biết quý khán giả có biết là Nhung đã phẫu thuật gì trên gương mặt của mình không ạ? Những người lần đầu tiên gặp sau khi mà mình đã phẫu thuật thì mọi người đều hỏi rằng là có phải là em làm mắt hay không? Là thực tế thì là em đã nâng mũi sụn, cho nên là nó cũng thay đổi cả cái cấu trúc trên gương mặt của mình luôn, nhất là đôi mắt ạ. Hai cái hốc mắt của mình nó cũng kéo lại sát và nhìn nó quyến rũ hơn ạ. sau cái câu nói của Nhung thì chắc là cái câu hỏi tiếp theo là phải hỏi nhà thiết kế Võ Hưng rồi. Sau khi nâng mũi xong thì có nhiều người lại không phát hiện là mình nâng mũi, nhìn nó quá tự nhiên, thì chắc là Võ Hưng hãy chia sẻ cái kỹ thuật của bên mình hoặc là lý do gì dẫn tới điều đó ạ. Cái hình ảnh trước phẫu thuật của chị Nhung thì phần góc mũi và phần ở giữa hai mắt đó, rất là thấp. Những cái trường hợp mà những phần góc mũi mà thấp thì nó sẽ đi theo với một cái khuyết điểm, đó là da mũi mỏng. Đó. Khi mình nâng mũi mình cũng cố gắng mình thiết kế chữa cái phần góc mũi đó, thì đồng thời mình sẽ kéo phần da của hai bên mí mắt này kéo lên, thì cách nhìn của người khác nhìn ta sẽ không có nhận ra là mắt tại sao tự nhiên gần lên mà nó không có bị gọi là sẹo gì, người ta tưởng hầu như là cắt mí không.
đó. Nhưng thật sự ra mình nâng mũi mình có thể thay đổi được cái phần cấu trúc của phần da mắt ở hai góc mắt trong. Nhưng mà nếu như làm mũi mà người ta không biết làm mũi như vậy thì Nhung có thấy khó chịu không? Nhung có cảm thấy hài lòng với chiếc mũi này hay không? Dạ em rất hài lòng ạ. Tại vì em thích, từ đầu em đã nói với bác sĩ Long là em thích một chiếc mũi tự nhiên. Nhưng mà so với ngày xưa chiếc mũi của em khá tẹt với bây giờ thì tất nhiên là em cực kỳ hài lòng luôn rồi. Nhưng mà Ngọc Hảo có thấy khi mà đợt trước gặp Nhung thì Nhung có nói lý do mà muốn làm mũi là khi mà cái mũi mình thấp mình đeo kính hay bị tụt tới, tụt xuống đúng không ạ? Vậy thì sau khi nâng mũi xong thì cái điều đó nó còn bị nữa không ạ? Sau khi có chiếc mũi cao thì em lại tự tin hơn cho nên là em tháo luôn kính rồi ạ. Em cũng nhờ bác sĩ Hưng tư vấn là tại vì đeo len thì đeo kính áp tròng nó sẽ là gây cho mỏi mắt. Cho nên là nếu sau khi mà làm mũi rồi thì mình đeo kính bình thường thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Khi mình đeo kính hầu như là không có ảnh hưởng gì cả. Khi mà mình đeo kính trong vòng khoảng 1-2 tuần đầu mới làm á thì nó sẽ hơi có ngắn nhẹ. Nhưng mà khi mà nó xẹp nó vào cái form mũi rồi thì mình đeo kính hoàn toàn bình thường. Mình cứ yên tâm nha chị Nhung. Dạ. Chắc là Nhung hãy chia sẻ một chút xíu. Em có bị sưng nhiều không? Em theo như em xem của một số bạn thì em thấy là của em ít sưng lắm. Khoảng 2 ngày là nó xẹp hoàn toàn ạ. Vậy là trước đây, là trước khi nâng mũi là Nhung cũng có xem review rất là nhiều trên mạng đúng không? Vậy thì khi mình tới mình bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật thì cái cảm giác của mình có lo lắng hồi hộp nhiều không? Em cũng chia sẻ thật với chị là khi mà trao cái khuôn mặt của mình cho một vị bác sĩ nào đấy thì tất nhiên là cũng em có đi xem tiểu sử của bác sĩ Long. Em thấy tin tưởng rồi thì mình cũng tin tưởng luôn, cho nên là hồi hộp một chút xíu thôi ạ. Chúng ta làm thẩm mỹ thì không vội vàng đúng không ạ? Thật sự Ngọc Hảo cũng làm trong ngành thẩm mỹ rất là nhiều năm. Thì có rất là nhiều trường hợp những người phụ nữ khi đi đến với phẫu thuật thẩm mỹ, họ sẽ bị tác động bởi một cái lý do gì đó. Đặc biệt là những người đang bị stress. Khi họ bị stress về chuyện tình cảm chẳng hạn, bị một cái cú sốc nào đó thì họ đến với thẩm mỹ và họ có thể làm bất chấp và họ không cần tìm hiểu trước, đi đến những cái nơi không uy tín. Và khi mà thực hiện xong thì đẹp đâu không thấy, chúng ta lại thấy cái tác hại của nó. Ngọc Hảo một lần nữa khuyên mọi người hãy tìm hiểu thật kỹ và được tư vấn thật kỹ trước khi quyết định để thực hiện. Chúng ta không cần vội vàng ha, để chúng ta có được một cái sự thay đổi sắc diện đúng như chúng ta mong muốn. Và với cái chiếc mũi này thì Ngọc Hảo nghĩ rằng chắc là Hưng phải chia sẻ thêm một chút xíu nữa. Có một cái phơm mũi rất là tự nhiên như thế này, trung tâm đã dùng bằng cái phương pháp gì, cái kỹ thuật gì để thực hiện cái chiếc mũi này ạ? Khi mà đánh giá về cái chiếc mũi của chị Nhung thì mình và bác sĩ Long trao đổi thì mình sẽ chọn cái phương pháp là nâng mũi bằng sóng nhân tạo kết hợp với sụn tự thân. Sụn tự thân thì mình sẽ sử dụng cái sụn vành tai để mình bọc nhẹ ở phần đầu mũi của chị Nhung, để sau này khi mà quá trình lão hóa da nó tới thường là tầm của khoảng 40, 50 hoặc có khi hơn, khi mà mình có sụn vành tai đó nó sẽ bảo vệ, nó không có để là bị thủng da đó, nó an toàn rồi, nó là một cái khiên chống lại cái phần thủng da của phần sóng nhân tạo ở đâm nha. Cảm ơn Hưng rất là nhiều đã luôn đồng hành với chương trình, đồng hành với nhân vật của chúng ta. Cảm ơn Nhung rất là nhiều đã đến với chương trình, chia sẻ cho quý khán giả một cách thật tình đối với cái quá trình thực hiện phẫu thuật nâng mũi của mình. Cảm ơn chị Ngọc Hảo, cảm ơn bác Hưng. Cũng gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Long và chương trình Đẹp Cùng Người Thương đã tặng cho mình một chiếc mũi tự nhiên, đẹp và tự tin hơn ạ. Chia sẻ với mọi người là trên hồ sơ của mình là bọc mũi sụn tự thân á, thì là có giá 18 triệu. Nhưng mà mình được hoàn toàn miễn phí, không mất một đồng nào ạ. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chương trình thì đến đây cũng xin phép được khép lại. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình quý vị nhé. Đó là 21:20 tối thứ sáu hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ. Và nếu như những ai đang có những cái khiếm khuyết, những cái dị tật bẩm sinh gây trở ngại cho cái ngoại hình của mình thì đừng ngần ngại, hãy liên lạc với chúng tôi, chương trình Đẹp Cùng Người Thương, hoặc liên hệ trực
tiếp vào số hotline của Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ Bác sĩ Long, đó là 0903 725 525, để các bạn có cơ hội nhận được một cái gói quà tặng miễn phí để thay đổi cái sắc diện của mình quý vị nhé. Còn bây giờ Ngọc Hảo, Võ Hưng và Nhung xin chào, hẹn gặp lại quý khán giả trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình. Thẩm mỹ viện Bác sĩ Long hân hạnh tài trợ chương trình này.